Xin chào các bác, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em Tuấn Đèn. Hôm nay shop Tuấn Đèn sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một mẫu đèn pin đổi đầu siêu sáng nữa, có cái mã HP004 này. Vỏ hộp thì rất là đẹp và có biểu tượng hình con voi rất là đáng yêu nhá. Đèn này xuất xứ Trung Quốc các bác ơi, made in China này. Rồi ok, thời gian vừa rồi thì shop Tuấn Đèn ra khá là ít video, do là vừa rồi gia đình thì có chút việc riêng, vợ em thì mới sinh em bé nên là bận chăm con, chẳng có thời gian làm video gửi các bác nữa. Thì hôm nay thì cũng thư thư rồi thì xin phép là gửi tới các bác mẫu đèn pin siêu sáng mới này, HP004 này. Màu sắc thì khá là đẹp nhá. Hai công tắc ạ, chân sạc vuông và có hiển thị phần trăm pin. Rồi khá là ok. Đèn này có hai phiên bản ánh sáng, là phiên bản ánh sáng trắng và phiên bản ánh sáng màu vàng. Chân sạc vuông đấy ạ, nguồn của nó đấy ạ. Nguồn thì đầu vào là 220V và có đầu ra là 4,2V và 1000mAh nhé, 1A. Đây là dây đầu của sản phẩm này. Dây thì trông cũng bình thường thôi, không có gì gọi là quá xuất sắc, cũng như những cái sản phẩm đèn pin đầu khác thôi ạ. Nói chung là tạm được, chấp nhận được ạ. Sản phẩm HP004 này có công suất 150W. Thực tế thì cái công suất này thì nó cũng chỉ là ảo thôi các bác nhé. 150W nhưng mà nó cũng phải sáng ngang cái đèn K25 ạ. Đèn K25 thì các bác biết rồi đúng không? Rất là sáng. Sản phẩm này đây, 3 chữ sáng này, 1, 2 này, 3 này. Cực sáng luôn. Để so sánh luôn với cái đèn K25 thì các bác xem này. K25 ở đây thì em lại còn một cái ánh sáng vàng, lại không còn ánh sáng trắng. Đây, cái đèn K25 thì trước này các bác đã biết rồi, rất là sáng đúng không? Đây, ánh sáng vàng của đèn K25 ạ. Đèn K25 thì có ánh sáng rộng hơn cái đèn HP004 nhá. Đấy, đây HP004 này. Rất là sáng này. Có gì đâu ạ? Đấy. Còn đây là phiên bản ánh sáng màu vàng của chiếc HP004 này. Màu vàng đấy ạ. Hiển thị phần trăm pin các bác nhá. Chân sạc vuông này. À quên mất cái thời gian chiếu sáng của đèn ấy là nó từ 8 đến 10 giờ liên tục. 8 tiếng là chế độ sáng mạnh nhất này. Còn thời gian chiếu sáng của cái đèn sẽ được kéo dài hơn nếu các bác sử dụng chế độ trung bình, chế độ thứ hai này. Khá là ok, và bây giờ em sẽ test cái đèn này trong bóng tối để xem cái sản phẩm nó sáng cỡ nào các bác nhá. Đèn này thì không phải đèn chống nước nhưng mà các bác có thể đi mưa thoải mái, vì là ở đây nó cũng có gắn một cái gioăng cao su ở đây rồi. Đây ạ, có gắn cái gioăng cao su ở cái chóa đèn này rồi, các bác có thể đi mưa thoải mái các bác nhá. Đây này, chóa nhôm 10cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài kia để xem là cái đèn này nó sáng cỡ nào các bác nhá. Rồi xin chào các bác, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát ánh sáng của chiếc đèn HP004 ạ. Đầu tiên là ánh sáng trắng ạ. Rồi đèn rất là sáng này. Đấy. Các bác có thể quan sát rất là rõ này. Thời tiết hôm nay còn đang mưa nữa đấy ạ. Mưa tầm nhìn nó sẽ hạn chế hơn. Có 3 chế độ sáng các bác nhá. Sáng mạnh này, đây sáng mạnh này. Mạnh này, trung bình này. Và đây SOS này. Rồi ok, và bây giờ em sẽ thử xem chiếc ánh sáng màu vàng nó sẽ như thế nào nhá. Đây sáng vàng này các bác ơi. Sáng vàng này sẽ phù hợp với một số bác đi soi ếch. Sáng vàng 3 chế độ sáng này, mạnh này, trung bình này, và nháy SOS này. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của shop Tuấn Đèn. Bạn nào có nhu cầu mua đèn thì có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại
0859195222, 0859295222 các bác nhé. Cả hai số đều có Zalo ạ.